nắm chắc tinh thần chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Mới đây, tại hội nghị triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân 2022-2023, khu vực Nam Bộ ở thành phố Cần Thơ vào đầu tháng 10 năm 2022. Các địa phương với tinh thần cảnh giác cao nhất, nếu có xâm nhập mặn sớm vào tháng 12 hoặc tháng Giêng và kéo dài cho đến tháng 4 đến tháng 5, thì thời điểm này vùng nguy hiểm nhất, vùng có nguy cơ sẽ kết thúc vụ lúa đông xuân trên đồng ruộng. Đối với tỉnh Long An, tiềm ẩn nguy cơ xâm nhập mặn rất cao cho các vùng sản xuất lúa đông xuân. Vì vậy, để vụ lúa đông xuân chính vụ lúa cho năng suất cao nhất trong năm được an toàn, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chỉ đạo cho các địa phương chủ động xuống giống sớm vụ đông xuân 2022-2023 sớm nhất để né mặn xâm nhập. Trong sản xuất lúa, vụ đông xuân là vụ sản xuất chính. Đây là vụ mùa có nhiều thuận lợi về thời tiết, giúp cho cây lúa sinh trưởng phát triển tốt, ít dịch bệnh, giảm chi phí sản xuất, đạt năng suất lúa cao nhất so với các vụ mùa khác trong năm. Với người nông dân, vụ lúa đông xuân là vụ lúa ăn chắc. Vì vậy, bà con bước vào sản xuất vụ lúa đông xuân với tâm thế hy vọng một vụ mùa bội thu. Ngay sau khi vụ hè thu kết thúc, bà con chủ động chuẩn bị cho vụ lúa đông xuân một cách tốt nhất. Đối với tỉnh Long An, vụ lúa đông xuân theo kế hoạch vụ mùa này có trên 221.000 ha, phân bổ ở nhiều vùng khác nhau. Mỗi vùng đều chịu tác động khác nhau về đất đai, thổ nhưỡng, thời tiết và nguồn nước phục vụ sản xuất. Tại vựa lúa lớn nhất thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh, thuộc khu vực Đồng Tháp 10, nơi chiếm diện tích đông xuân lớn nhất tỉnh, chịu ảnh hưởng mùa lũ hàng năm. Nhưng với người dân Đồng Tháp 10, mùa lũ lớn là sự mong đợi của nhà nông. Vào những ngày cuối tháng 8 âm lịch, nước lũ từ thượng nguồn đổ về, bà con nông dân khẩn trương xả lũ cày xới ngâm đất. Công việc ngâm đất được bà con khẩn trương hoàn tất trước khi lũ ngập sâu. Những năm gần đây, khi hệ thống đê bao lửng khép kín gần toàn bộ các cánh đồng, bà con tranh thủ tăng vụ. Sau một thời gian ngâm lũ, khi nước bắt đầu rút ngang mặt bờ, ông Nguyễn Văn Khắc, ấp Cả Bác, xã Vĩnh Thạnh, huyện Tân Hưng, khẩn trương bơm nước ra, làm đất, ngâm giống, chủ động gieo xạ tập trung theo lịch thời vụ đợt 1 của tỉnh khuyến cáo, từ ngày 10 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10. Đến thời điểm này thì công tác chuẩn bị thì tôi cũng đã chuẩn bị ổn định hết rồi, chỉ còn như giống thì giờ đã mua rồi, còn phân thì như tôi cũng có tiền, tôi cũng có đăng ngoài đại lý. Máy móc các phương tiện thì cũng đã chuẩn bị ổn định hết rồi, giờ chỉ cần cái ngày là lịch theo thời vụ xạ của cơ quan chuyên ngành đó, rồi chính quyền địa phương ta thông báo là để xạ theo cái lịch thời vụ, là khoảng lối nào rút nước ra là lối nào xạ. Dùng đất Gò Gòn, xã Hưng Thạnh, huyện Tân Hưng, bà con tranh thủ xuống giống vụ đông xuân từ đầu tháng 10. Ông Nguyễn Văn Ngô canh tác 20 hectare lúa, một năm làm ruộng. Vụ đông xuân là vụ thắng lớn, vì vậy ông đã chuẩn bị hoàn tất cho việc chuẩn bị đất từ khi thu hoạch lúa thu đông. Ông rất quan tâm đến khâu lựa chọn nguồn giống tốt, ngắn ngày, đạt năng suất và hiệu quả kinh tế cao. Ông Ngô dành 10 hectare sả giống ST25, 10 hectare còn lại ông chọn giống nếp Thái Thơm cho vụ đông xuân này. Trước tình hình phân bón vật tư không ổn định, giá thị trường tăng cao, nhất là khi vào vụ đồng loạt, lượng phân bón thường khan hiếm, nên ông chuẩn bị đủ lượng phân bón cần cho sản xuất 20 hectare trong vụ đông xuân. Giờ cũng tới lịch gieo xạ rồi, thì về khâu giống với phân thuốc tôi cũng đã có chuẩn bị xong, sẵn sàng là tới lịch xạ. Mong rằng tới đây là các cái cơ quan nhà nước nghiên cứu rồi điều chỉnh cái giá lúa nó lên, chứ còn giá vật tư phân thuốc nó lên như thế này mà giá lúa nó thấp quá thì nó không đảm bảo được cái thu nhập cho người nông dân. Theo chỉ đạo của tỉnh, vụ lúa đông xuân năm nay, lịch gieo xạ được chia làm 3 đợt. Đợt 1 từ ngày 10 tháng 10 năm 2022 đến ngày 17 tháng 10 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng 9 đến ngày 22 tháng 9 năm 2022 âm lịch. Ở khu vực vùng cò biên giới, các huyện phía Nam, một số xã thuộc các huyện Cần Đước, Cần Giuộc, Bến Lức, Đức Hòa và Tân Trụ, khả năng thiếu nước tưới cuối vụ. Vì vậy, bà con cần tập trung xạ đúng lịch đợt này.
ở các vùng cao thuộc huyện Tân Hưng, đến thời điểm hiện tại, nông dân đã xuống giống được hơn 8.000 hecta lúa đông xuân sớm. Số diện tích còn lại sẽ gieo xạ theo lịch thời vụ của toàn huyện, với cơ cấu giống chủ yếu nhóm lúa thơm, đặc sản chiếm tỷ lệ 15-20%, nhóm nếp chiếm tỷ lệ 30-35%, nhóm lúa chất lượng cao chiếm tỷ lệ 40%. Còn tại huyện Tân Thạnh, huyện xây dựng lịch thời vụ cụ thể cho từng tiểu vùng, chỉ đạo xuống giống vụ lúa đông xuân 2022-2023 thích ứng, linh hoạt, hợp lý với diễn biến nguồn nước tại các vùng chủ động được nước, vùng có nguy cơ thiếu nước, vùng có khả năng ảnh hưởng lũ và từng vùng bị tác động xâm nhập mặn, thực hiện gieo xạ theo khung lịch thời vụ cho phù hợp. Nông dân Tân Thạnh xuống giống đông xuân ngay sau khi vụ thu đông kết thúc nhờ hệ thống đê bao lửng khép kín. Bà con tranh thủ vụ này sẽ thu hoạch vào cuối tháng 11 âm lịch khi nước ngọt còn đủ cho vụ đông xuân muộn né được hạn mặn. Tuy nhiên, vụ đông xuân bắt đầu cũng là lúc thời tiết mưa nhiều, gặp bão cùng với triều cường nên mực nước dâng cao bất thường, đe dọa một số khu vực trũng. Tại huyện Tân Thạnh tiến hành kiểm tra công tác sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là các tuyến đê xung yếu trên địa bàn huyện Tân Thạnh. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thường xuyên kiểm tra, rà soát từng ô đê bao, nhất là các tuyến đê bao xung yếu, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các diện tích lúa đã gieo xạ. Đồng thời tập trung tuyên truyền, vận động người dân chủ động gia cố các tuyến đê bao, kịp ứng phó với mưa lũ bất thường của thời tiết nhằm bảo vệ tốt diện tích lúa đông xuân. Hiện tại, vụ lúa đông xuân đang phát triển khá tốt, đang trong giai đoạn đẻ nhánh. Một số khu vực trũng gieo xạ muộn hơn được bà con đang tỉa dặm ở những nơi mạ bị ốc cắn phá hoặc lúa mạ chết do ngộ độc thuốc diệt cỏ. Ngành chuyên môn kịp thời tuyên truyền, trang bị cho nông dân những kiến thức cơ bản nhất trong khâu chăm sóc lúa, cách diệt chuột, ốc bươu vàng, áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như bón phân cân đối, áp dụng 3 giảm 3 tăng, 1,5 giảm, nhân rộng các hiệu quả từ các mô hình sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao. Đối với diện tích đã gieo xạ, nông dân phải thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm tình hình dịch hại để có biện pháp quản lý và chăm sóc kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây lúa, đảm bảo vụ mùa thắng lợi. Do đặc điểm dùng đất kiến bình, nhiễm phèn nặng và bà con xạ đông xuân sớm, tranh thủ kịp cho xạ vụ đông xuân muộn theo lịch gieo xạ đợt 3 vào đầu tháng 12, né khô hạn và nhiễm mặn. Ông Trần Đức Hạnh, ấp Đá Biên, xã Kiến Bình nhận thấy lúa đông xuân của ông không được xanh tốt, vì đất sản xuất liên tục, độ màu mỡ càng giảm. Vì vậy, ông hạn chế sử dụng phân hóa học mà tăng cường phân hữu cơ vi sinh để đất tơi xốp, giúp cây lúa sinh trưởng tốt. Từ lúc xạ cho tới nay lúa ba mấy ngày thì cây lúa phát triển rất tốt. Nhờ được cái là thời tiết coi như là cũng mưa thuận. Đó, cho nên là cây lúa nó phát triển là coi như là thấy là có phần là vượt trội hơn đông xuân năm rồi. Khi xạ cây lúa xuống thì người nông dân xạ xuống xong là coi như là chăm sóc là tránh là coi như là bị ngộ độc phèn, ngộ độc hữu cơ. Đó, và xử lý cỏ và ốc. Cho nên là cây lúa thì nói chung là lên rất đều đặn và phát triển rất là tốt. Xạ 10kg thì nó cũng ổn thôi, là xạ về rất tốt. Còn 12kg là do mình tánh cỏ với ốc thôi. Tánh cái điều kiện đó mình mới xạ hơi dày chút. Dùng đất này là biết sao không xạ liên vụ. Liên vụ là nếu mà xạ thưa quá là nó không phát triển nhiều bằng cái dùng đất phù sa đó. Thay vì người ta làm 2 vụ người ta bỏ lũ được. Người ta làm thì người ta xạ thưa tới mức độ thì nó phát triển mạnh. Còn dùng đất này ví dụ làm liên canh, thành ra là xạ nếu mà thưa quá thì nó không phát triển bằng cái dùng đất người ta, nó bị ảnh hưởng phèn rồi gơm gạ này kia đủ loại hết. Theo kế hoạch của huyện Tân Thạnh, trong tháng 10, toàn bộ 29.000 hecta lúa đông xuân gieo xạ dứt điểm. Các địa phương tập trung chỉ đạo rà soát và thường xuyên theo dõi, cập nhật các bản tin dự báo, cảnh báo thời tiết, thiên tai, chủ động kiểm tra thực tế tình hình sinh vật gây hại cây trồng. Căn cứ thời gian, mức độ rầy nâu, sâu năng, theo dõi sát các đợt rầy nâu di trú và một số đối tượng côn trùng gây hại khác. Các ngành chuyên môn thì cũng đã tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện về chỉ đạo sản xuất là theo đúng theo cái lịch của Ủy ban nhân huyện đưa ra. Thì ở đây thì cô bác mình thực hiện cũng là rất tốt ở trong cái lịch gieo xạ. Thì tới thời điểm này thì Tân Thạnh này cũng đã gieo xạ là cũng trên 20.000 hecta. Thì lúa thì trong cái giai đoạn mạ và cái
đầu cái đẻ nhánh, nên cái tình hình lúa thì phát triển cũng rất là tốt. Ủy ban huyện thì cũng đã cố gắng đã chỉ đạo thì quyết liệt cho các ngành chuyên môn thì làm sao mình sẽ bảo vệ tốt cho cái vụ đông xuân, làm sao mà mình xạ thì nó cũng đúng cái thời điểm, hạn chế bớt cái sâu rầy dịch bệnh để giảm cái chi phí đầu vào cho cô bác. Thì trong năm vụ đông xuân năm nay thì thấy mức độ thì tới thời điểm này thì cái dịch hại thì tương đối là ổn, chỉ có cái bệnh trái lá thì nó mới chỉ xuất hiện thôi. Nhìn chung thì cái trà lúa nay thì phát triển cũng rất là tốt, cô bác cũng giảm được cái lượng phân bón cũng rất là nhiều. Trước những khuyến cáo từ ngành nông nghiệp, các huyện, thị, thành phố cần triển khai lịch thời vụ theo đúng khuyến cáo để né hạn mặn và thiếu nước sản xuất cuối vụ. Vụ đông xuân đợt 2 từ ngày 8 tháng 11 năm 2022 đến 23 tháng 11 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng 10 đến 30 tháng 10 năm 2022 âm lịch, áp dụng ở các huyện thuộc vùng đất trung bình, vùng có đê bao, các xã chủ động nguồn nước ở các huyện thị phía Nam. Đợt 3 từ ngày 8 tháng 12 năm 2022 đến ngày 25 tháng 12 năm 2022 dương lịch, nhằm ngày 15 tháng 11 đến ngày 3 tháng 12 năm 2022 âm lịch cho các huyện vùng trũng thuộc Đồng Tháp 10, đê bao chưa khép kín. Tỉnh đặc biệt lưu ý với các huyện phía Nam cần theo dõi những khu vực dễ bị ảnh hưởng của triều cường, xâm nhập mặn, khuyến cáo khung thời vụ gieo xạ và các giải pháp quản lý phù hợp. Cơ quan khí tượng thủy văn kịp thời cung cấp thông tin cho báo, đài và các đơn vị truyền thông trên địa bàn tỉnh nhằm tuyên truyền rộng rãi đến các cấp chính quyền địa phương và người dân được biết bằng nhiều hình thức để chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa hiệu quả. Để ứng phó trước diễn biến khô hạn và tình trạng mặn xâm nhập sớm, ngành nông nghiệp tỉnh đặc biệt khuyến cáo nông dân sẽ triển khai với cơ cấu giống gồm lúa thơm, chất lượng cao, chống chịu hạn mặn và ngắn ngày, đảm bảo đúng cơ cấu giống để phục vụ nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh công tác xuống giống để né hạn mặn, ở vụ lúa này, các địa phương và người dân cần quan tâm đến các loại sâu bệnh gây hại. Và trong vụ đông xuân, khi thời tiết chuyển lạnh, xuất hiện sương mù, cần chú ý đến bệnh đạo ôn ở giai đoạn đẻ nhánh. Thường xuyên kiểm tra sự cố tràn đê do lũ, triều cường và rò rỉ nước mặn tại các cửa cống, hoàn chỉnh hệ thống đê bao dọc theo sông lớn, xây dựng các công trình ngăn mặn tại các điểm trọng yếu của vùng chuyên canh cây lúa. Để mà triển khai sản xuất cái thắng lợi cái vụ đông xuân năm 2022-2023 trên tinh thần là chỉ đạo của Bộ Nông nghiệp, thì vừa qua thì ngành cũng đã tham mưu cho Ủy ban tỉnh ban hành cái công văn là 9034 ngày 29 tháng 9 năm 2022. Thì theo đó thì là đã chỉ đạo cho các cái địa phương là phải làm sao để tập trung là xuống giống là dứt điểm vào cuối tháng 12 năm 2022 này. Trong đó là lưu ý đối với các cái huyện là phía Nam là cái huyện có ảnh hưởng đối với là nước mặn, thì tranh thủ là làm sao chúng ta là xuống giống là ở trong cái khung lịch là tháng 10 và tháng 11. Còn đối với các cái huyện khu vực Đồng Tháp 10 thì xuống giống là ở khu vực là trong tháng 12 cho dứt điểm. Thì trong giai đoạn hiện nay thì một số cái vùng thì bắt đầu đã xuống giống cái ở cái khung lịch là đợt 1. Đó thì đề nghị bà con chúng ta là phải các huyện chỉ đạo địa phương là coi như là khẩn trương vệ sinh đồng ruộng, rửa trôi các cái mầm bệnh để chúng ta là có mùa vụ là nó tốt hơn, như là theo dõi cái tình hình là khí tượng thủy văn, chuẩn bị các cái bờ bao để chúng ta là chủ động trong cái việc là bơm ra để gieo xạ cũng như là để rồi không bị triều cường lại xâm nhập vào. Vụ đông xuân 2022-2023, trước những thách thức từ chi phí vật tư đầu vào tăng cao, nguy cơ hạn mặn có thể xảy ra và đặc biệt là thị trường lúa gạo thế giới đang có nhiều biến động là những vấn đề sẽ tác động không nhỏ đến việc sản xuất lúa. Vì vậy, việc bố trí thời vụ và chủ động xuống giống sớm linh hoạt cho những vùng ảnh hưởng của xâm nhập mặn hàng năm tại một số huyện trong tỉnh sẽ đảm bảo đủ lượng nước cho sản xuất lúa và hạn chế những thiệt hại có thể xảy ra. Người dân không nên chủ quan và luôn cảnh giác với mức độ cao nhất để đảm bảo vụ lúa thắng lợi.